không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy chúa lạy chúa là được vào nước trời cả đâu nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi vậy ai nghe những lời thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví được như người khôn xây nhà trên đá dù mưa xa nước cuốn hay bão táp ập vào nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá còn ai nghe những lời thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát gặp mưa xa nước cuốn hay bão táp ập vào nhà ấy sẽ sụp đổ sụp đổ tan tành